Kính thưa quý vị, kênh YouTube Trần Vũ Thái Bình cũng là kênh truyền thông của quê hương giáo xứ Đồng Quan, giáo phận Thái Bình. Chúng tôi đang có mặt tại giáo xứ Đồng Quan trong ngày 10 tháng 10 năm 2024 để mỗi người chúng ta nhìn những hình ảnh qua của công tác chuẩn bị cho ngày thánh lễ tạ ơn mừng tân linh mục Leo Maria Nguyễn Văn Tiệp. Vâng, giáo xứ Đồng Quan, ngài sẽ dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, cầu cho tổ tiên trong hồng ân linh mục của ngài vào ngày 12 tháng 10 năm 2024 tại nhà thờ quê hương nơi đây. Mỗi người chúng ta đang nhìn thấy quấy nhà thờ với khẩu hiệu thánh lễ tạ ơn mừng tân linh mục Leo Maria Nguyễn Văn Tiệp, giáo xứ Đồng Quan ngày 12 tháng 10 năm 2024. Giáo xứ Đồng Quan thánh lễ tạ ơn tân linh mục Leo Maria Nguyễn Văn Tiệp, chương trình thứ 6 ngày 11 tháng 10 năm 2024, 17 giờ thánh lễ cầu nguyện cho tổ tiên, 19 giờ 30 hoan ca tạ ơn, thứ 7 ngày 12 tháng 10 năm 2024, 7 giờ 30 đón tiếp, 9 giờ 15 rước đoàn đồng tế, 9 giờ 30 thánh lễ tạ ơn, 10 giờ 30 tiệc mừng. Nhà thờ có một bức khẩu hiệu ở chính trung tâm và các cửa khu vực quấy có câu đối. Vâng, kính mừng người gảy muôn cung đàn sắt, thanh vịnh 32 câu 1. Giữa lòng muôn nước con đàn hát dương ca, thanh vịnh 56 câu 10. Trước mặt chư dân con dâng lời cảm tạ, tạ ơn Chúa gieo vặn tiếng đàn cầm. Ở quấy nhà thờ những hàng cờ, vâng, hai cây cờ cao cũng như cái băng rôn khẩu hiệu ngay quấy nhà thờ. Phía mặt ra là giáo xứ Đồng Quan tri ân và cảm tạ quý gia và quý khách. Vâng, thưa quý vị các bạn, đây là cổng chính vào nhà thờ với hàng chữ giáo xứ Đồng Quan hân hoan chào đón quý cha, quý tu sĩ và quý khách. Và giờ đây cộng đoàn chúng ta vào trong nhà xứ là nơi diễn ra tiệc mừng cũng như chương trình văn nghệ tại nhà xứ. Chúng ta cùng vào xem trong nơi đây công tác chuẩn bị cho ngày lễ hồng ân của tân linh mục Leo Maria Nguyễn Văn Tiệp. Chúng tôi đang tiến vào nhà xứ. Trước khi vào nhà xứ, xin mời quý vị gần xa chúng ta cùng chiêm ngưỡng cảnh quan núi đồi của giáo xứ Đồng Quan, quê cha Leo thân yêu. Mỗi người chúng ta nhìn thấy cảnh quan rất đẹp. Vâng, mọi người chúng ta đã nhìn thấy khung rạp sự kiện rất đẹp với những cái viền, những cái hoa văn đỏ trắng, nhưng chúng ta nhìn thấy rất là tươi. Vâng, đây là vâng âm thanh sự kiện của trung tâm tổ chức sự kiện Hải Oanh, vâng, xã Vũ An. Mọi người chúng ta cũng nhìn thấy cái hệ thống âm thanh lò máy rất là hiện đại. Trên đây có màn hình LED và nơi đây sẽ diễn ra buổi diễn văn nghệ, vâng, trong tối ngày mai, tối ngày thứ 6 ngày 11 tháng 12. Và trong cái ngày chính ngày 12, nơi đây sẽ cũng diễn ra những nghi thức để
chào mừng quý gia và quý khách, cũng như cộng đoàn có thể tặng những lẵng hoa tươi lên tân linh mục tại nơi đây. Thưa quý vị và các bạn, những người trên kênh YouTube Trần Phú Thái Bình, chúng tôi quay một vài quang cảnh tại giáo sư Đồng Quan trong ngày 10 tháng 10, trước những ngày chuẩn bị để giáo sư cùng với gia đình ông bà cố tạ ơn hồng ân tân linh mục Leo Maria Nguyễn Văn Tiệp, người của giáo sư Đồng Quan thân yêu. Chúng tôi xin khép lại video clip của chúng tôi tại đây. Chúng tôi mời quý vị xem, các bạn tiếp tục theo dõi những hình ảnh chúng tôi thực hiện trong ngày mai và ngày kia. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.